Đồ Gỗ Văn Sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng Đồ Gỗ Văn Sáu đi theo dõi quy trình lắp đặt một bộ cuốn thư cầu đối cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Hải Dương. Và dịp lễ Tết, trong thời gian cận kề Tết thì các vật phẩm trên không gian thờ cúng được rất nhiều người quan tâm và cũng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong thời điểm hiện tại. Vì vị khách hàng này có địa chỉ tại Hải Dương, vì thế nên Đồ Gỗ Văn Sáu phải xuất phát từ rất sớm để kịp với thời gian lắp đặt bộ cuốn thư cầu đối. Thường thường thì các vật phẩm liên quan đến thờ cúng sẽ cần phải đòi hỏi ngày đẹp giờ đẹp để lắp đặt. Vì vậy trong những cái sản phẩm mà được đi lắp đặt đến cho quý vị khách hàng sẽ cần phải có một thời gian quy định. Và sau một thời gian di chuyển thì cũng đã đến với địa chỉ của vị khách hàng. Ở đây thì vị khách hàng này đã đặt một bộ hành phi câu đối để đặt trên một ngôi nhà thờ họ. Ở khu vực quanh đây thì có rất nhiều các ngôi nhà thờ họ. Thì sau khi check xong bộ cuốn thư câu đối này thì sẽ quay cho quý vị một nhà thờ họ khác để cùng nhau quan sát những cái đặc điểm giống và khác nhau trên nhà thờ họ của từng gia đình. Ở trên đây là một bộ án gian gỗ mít. Đầu tiên thì sẽ đo đạc, rồi khoan tường, rồi lắp đặt. Bộ này là bộ Đức Lưu Quang và có mạ vàng, được làm trên chất liệu là gỗ mít và có tạo màu gỗ hương. Thờ cúng tổ tiên là một trong những văn hóa truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam. Và đối với tất cả các gia đình thì không gian thờ cúng là không gian quan trọng nhất. Nó thể hiện sự tôn kính đối với những người đã khuất. Vì vậy các vật phẩm trên không gian thờ cúng được nhiều người quan tâm và rất là chú trọng. Làm sao mua cho không gian thờ cúng được cái sản phẩm đẹp nhất, ưng ý nhất và thích hợp trong cái vấn đề tâm linh. Với không gian gia chủ ngày hôm nay thì trên cái bộ ban thờ thì có sử dụng cả một bộ đình đồng, bộ cuốn thư Đức Lưu Quang đã được lắp đặt hoàn thiện. Quý vị nào theo dõi video muốn sử dụng một mẫu như ở trên video ngày hôm nay thì cũng có thể liên hệ tới Đồ Gỗ Văn Sáu để liên hệ đặt hàng một mẫu giống như mẫu ở trên video. Tiếp theo thì việc đo đạc và lắp đặt thêm bộ câu đối. Về các ngôi nhà thờ họ này thường thường thì sẽ được là làm đó là bê tông và tạo màu của vân gỗ. Và cuối cùng thì cũng đã lắp đặt cho khách hàng này xong bộ hoành phi câu đối hay cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang. Những sản phẩm hoành phi câu đối và cuốn thư câu đối được làm trên chất liệu gỗ mít thì bên Đồ Gỗ Văn Sáu hiện tại còn rất là nhiều. Quý vị nào mua thì hãy liên hệ ngay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một ngôi nhà thờ họ khác. Ở ngay kế bên thì chúng tôi cũng có được vào tham quan. Đối với nhà thờ họ này thì được làm rất là hoành tráng và uy nghi. Riêng bộ cửa võng thì được thiết kế toàn bộ ở cái mặt đằng trước. Phía bên đây là một bộ trường kỷ. Trường kỷ là một trong những bộ bàn ghế được thích hợp sử dụng đối với nhà thờ họ hoặc các ngôi chùa hoặc các ngôi nhà cổ, với cái lối họa tiết hoa văn rất là thích hợp cho các không gian mà tôi vừa chia sẻ. Ở trên đây thì hệ thống cửa võng được lắp đặt và cũng có đường mạ vàng. Đối với những nhà có điều kiện thì nhà thờ họ người ta rất chú trọng và mua cũng như là xây dựng một ngôi nhà thờ họ và lắp đặt những cái hệ thống về án gian, về các cái vật phẩm trong không gian thờ cúng thì được chú trọng rất là nhiều. Và trong một video ngắn, Đồ Gỗ Văn Sáu hôm nay truyền tải đến cho tất cả quý vị và các bạn đó là việc đi lắp đặt một bộ cuốn thư cầu đối cho vị khách hàng tại Hưng Yên. Và cùng nhau check thêm một nhà thờ họ ngay bên cạnh để theo dõi không gian, về không gian thờ cúng với cái lối thiết kế rất là hoành tráng và uy nghi. Quý vị nào quan tâm theo dõi video hãy chia sẻ ủng hộ cho Đồ Gỗ Văn Sáu, và quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để được theo dõi các video mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.